Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính sách ngoại giao cây tre vẫn là ưu tiên của Tô Tổng. Ngày 12 tháng 8, AFI tiếng Việt bình luận Việt Nam quyền lực cá nhân, tân Tổng Bí thư không làm thay đổi ngoại giao cây tre. Theo đó, chính sách phi liên kết không phải là hoàn toàn mới, nhưng được Tổng trọng nhấn mạnh trong ngoại giao cây tre, một di sản được ông cố vun đắp từ hội nghị đối ngoại toàn quốc vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 và được coi là một trường phái đối ngoại của Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFI. AFI trích dẫn nhận định của một bài viết của nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà tại Singapore đăng ngày 24 tháng 10 năm 2023 trên trang Fulcrum rằng, mặc dù hiểu nội dung thực chất, nhưng khái niệm ngoại giao cây tre Việt Nam đã phát triển song song với sự trỗi dậy về mặt chính trị của ông Trọng. Sự trỗi dậy về mặt chính trị của ông Trọng cũng phụ thuộc vào cơ may địa chính trị của Việt Nam, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều cạnh tranh để kéo Việt Nam về phía họ. AFI dẫn đánh giá của nghiên cứu sinh Vũ Khang từ Đại học Boston, Mỹ cho rằng có hai lý do khiến chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ không có thay đổi dưới thời của Tô Tổng. Thứ nhất, ngoại giao Việt Nam từ xưa đến nay vẫn có mục tiêu hàng đầu là kiềm chế và trấn an Trung Quốc. Quan hệ Việt-Trung đang ổn định nên Việt Nam không có nhu cầu phải có những thay đổi lớn trong ngoại giao. Thứ hai, chính sách đối ngoại của Việt Nam do Bộ Chính trị quyết định, cho nên việc thay đổi lãnh đạo cấp cao nhất là Tổng Bí thư sẽ không tác động lớn đến đường lối đối ngoại của Việt Nam. Hình ảnh tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Vũ Khang nhận định việc chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn không có thay đổi là điều mà cả Mỹ và Trung Quốc muốn nghe nhất vào thời điểm này, hơn là kinh nghiệm ngoại giao của ông Tô Lâm. Bởi chừng nào Việt Nam còn duy trì một vị trí trung lập, kinh nghiệm ngoại giao của người đứng đầu, hệ thống đảng và nhà nước không quá quan trọng. Ông Khang cho biết thêm, các nước phương Tây vẫn giương cao ngọn cờ dân chủ, nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam. Đây là cách để họ ép Việt Nam có những nhượng bộ về ngoại giao. Theo AFI, đôi khi các nước phương Tây đặt những quyền lợi cốt lõi của họ về kinh tế hoặc chính trị lên trên những giá trị phổ quát về dân chủ, nhân quyền. Trong quá khứ, Mỹ nhiều lần cho thấy họ không ngần ngại hợp tác tăng cường quan hệ với các nước độc đảng nếu các nhà nước đó có chung lợi ích với Mỹ. Tương tự, Liên hiệp châu Âu cũng đã đánh tín hiệu với chính quyền của Tô Tổng rằng họ coi trọng muốn hợp tác với chính quyền mới của ông sau khi dự lễ tang của Tổng Trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu về đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell, đã có cuộc gặp với Tô Lâm. Cuộc gặp này cũng khẳng định rằng Liên hiệp châu Âu không muốn những hiểu lầm, những sự kiện trong quá khứ làm tổn hại mối quan hệ giữa EU và nhà lãnh đạo mới của Việt Nam. Hình ảnh Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell. Ông Vũ Khang lưu ý cần phải nhận biết rõ vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng đi lên, nhất là khi Mỹ và các đồng minh nỗ lực chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc đến những quốc gia bớt thù nghịch hơn như Việt Nam. Trong hoàn cảnh này, Liên hiệp châu Âu cũng không có lý do gì để một chuyện trong quá khứ hoặc những vấn đề về dân chủ, nhân quyền làm tổn hại tương lai, lợi ích của họ. Về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga, ông Vũ Khang bình luận, Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác châu Á quan trọng song song với Ấn Độ, khi mà Nga và Việt Nam có mối quan hệ quân sự từ rất lâu. Việt Nam cũng nhận thấy rằng ngoại giao cây tre cần được liên tục phát triển thông qua việc tăng cường quan hệ với các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Sự kiện Tô Tổng mới đây có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga nhằm tái khẳng định rằng chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam không có gì thay đổi so với thời Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Chính sách ngoại giao cây tre vẫn là ưu tiên của Tô Tổng. Tòa án Hồng Kông xét xử các bị cáo người Việt vì tội buôn bán thịt chó mèo. Ngày 9 tháng 8, VOA tiếng Việt cho hay, ba người Việt Nam nhận tội bán thịt chó mèo tại quán ăn không giấy phép ở Hồng Kông. VOA trích dẫn một hãng tin quốc tế cho biết, trong phiên xét xử tại tòa án West Kowloon hôm 8 tháng 8, ba người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam đã nhận tội phục vụ các món ăn làm từ thịt chó mèo sau khi bị bắt tại một quán ăn không được cấp giấy phép ở Hồng Kông hồi đầu năm nay. Hình ảnh bản tin trên VOA. Ba người Việt đã điều hành một quán ăn bất hợp pháp tại một căn hộ chung cư ở Mong Kok. Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ người và tịch thu hơn 35 kg thịt chó mèo được cho là bị buôn lậu vào Hồng Kông bằng đường thủy. Hãng tin quốc tế nói trên cho biết,
Chủ nhà hàng là ông Trần Quang Tân, 50 tuổi, cùng vợ là Lê Thị Oanh, 44 tuổi, và người phục vụ là Nguyễn Mạnh Đạt, 26 tuổi, là những người Việt Nam đã xin tị nạn sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Hồng Kông. Cả ba đều thừa nhận đã bán những món ăn làm từ thịt chó và tiêu thụ một lượng thịt chó mèo đáng kể, cũng như thừa nhận đã làm việc bất hợp pháp tại Hồng Kông. Ông Tân bị cáo buộc điều hành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống mà không có giấy phép và đã nhận tội. Hãng tin quốc tế cũng ghi nhận bị cáo thứ tư là Trần Nhật Minh, con trai 16 tuổi của vợ chồng chủ quán, bị cáo buộc 3 tội danh gồm bán và tiêu thụ thịt chó mèo, cũng như làm việc bất hợp pháp ở Hồng Kông. Tuy nhiên, người này không nhận tội. Hình ảnh tòa án West Kowloon ở Hồng Kông, nơi diễn ra phiên xét xử hôm 8 tháng 8. VOA cho biết theo Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Hồng Kông không cấp quyền tị nạn vì Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951 không áp dụng cho thành phố này. Thay vào đó, thành phố cấp quyền không trục xuất để đảm bảo rằng những người xin tị nạn không bị trả về quốc gia nơi họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc tra tấn. Hồng Kông là nơi có nhiều thuyền nhân người Việt Nam đến sau chiến tranh Việt Nam. Hãng tin quốc tế dẫn hồ sơ công tố cho biết 4 người Việt Nam nói trên đều đã nộp đơn xin không bị trục xuất khỏi Hồng Kông. Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn AFCD của Hồng Kông đã phát hiện ra hoạt động kinh doanh mờ ám tại phố Thượng Hải sau một chiến dịch truy quét ngày 8 tháng 2. Một nhân viên chìm của Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường đã đóng giả làm khách hàng, đặt đồ ăn mang đi có thịt chó từ nhà hàng này. Sau đó, các cơ quan nói trên đã phối hợp với cảnh sát đột kích vào căn hộ chung cư và phát hiện một lượng thịt động vật được cất giữ trong 34 túi vào ngày 29 tháng 2. Hình ảnh cửa hàng bán thịt chó mèo bị đóng cửa. VOA trích dẫn một nguồn tin quốc tế khác cho biết vào đầu tháng 3, có 4 nam và 1 nữ mang quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ. Sau khi nhóm điều tra kể trên phát hiện ra 35kg thịt chó mèo cùng thực đơn bằng tiếng Việt tại một cơ sở trên phố Thượng Hải, cơ sở này đã hoạt động được khoảng 6 tháng và chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt ở Hồng Kông. VOA cũng cho biết, ban đầu, ông Tân khai báo với cảnh sát rằng ông mua thịt chó mèo từ các thủy thủ Việt Nam và quảng cáo các món ăn từ loại thịt này qua tài khoản Facebook của vợ ông. Thẩm phán Lee Chi-ho đã hoãn tuyên án cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử bị cáo Nhật Minh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9. Ba bị cáo đã nhận tội vẫn đang bị giam giữ, trong khi con trai của ông Tân do đang ở tuổi vị thành niên nên được gia hạn thời gian tại ngoại. Hãng tin quốc tế cho biết thêm, việc giết mổ và bán thịt chó mèo là bất hợp pháp ở Hồng Kông kể từ năm 1950. Những người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 6 tháng với mức phạt tối đa là 5.000 đô la Hồng Kông, tức là khoảng hơn 640 USD. Những hành vi như vậy cũng đã bị cấm ở Trung Quốc đại lục từ tháng 5 năm 2020. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tòa án Hồng Kông xét xử các bị cáo người Việt vì tội buôn bán thịt chó mèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.